Mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thời sự của kênh Tin Nóng 24 giờ. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện đáng chú ý nào? Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Ngăn nạn chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội. Kính thưa quý vị, nhiều người bị doanh nghiệp chiếm đoạt tiền đóng bảo hiểm xã hội trong nhiều năm. Lúc mất việc, người lao động không thể nhận bảo hiểm thất nghiệp cũng như nhiều thiệt thòi dài lâu cho họ. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp đã phá sản hoặc trốn đóng bảo hiểm xã hội vẫn chây ì. Nghỉ việc mới biết bị nợ bảo hiểm xã hội. Nghỉ việc từ đầu tháng 11 năm 2022 đến nay, chị Lê Thị Kim Hồng, công nhân may tại một nhà máy giải thể ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn chưa nhận được sổ bảo hiểm xã hội và cũng chưa thể lãnh trợ cấp thất nghiệp. Chị Hồng làm việc ở công ty từ năm 2009 đến năm 2022, chị có thể lãnh tối đa đến 12 tháng trợ cấp thất nghiệp, nhưng đến khi nghỉ việc, chị mới biết công ty không đóng bảo hiểm xã hội cho mình từ năm 2019. Chị đến công ty hàng chục lần nhưng vẫn chưa được chốt sổ để làm thủ tục lãnh trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp chị Hồng vẫn còn khá may mắn, cùng với can thiệp của cơ quan chức năng, công ty đã cam kết sẽ đóng bù khoản nợ bảo hiểm xã hội cho chị trong vòng 3 tháng. Còn với gần 120 lao động nhà máy xi măng Hữu Nghị thuộc khu công nghiệp Thụy Vân, Phú Thọ thì khoản nợ đóng bảo hiểm xã hội lên tới 6 năm. Từ năm 2011 đến năm 2016, công ty này không đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân, đến khi có nhiều người chuyển việc mới biết bị nợ bảo hiểm xã hội. Công nhân kiện ra tòa từ năm 2017, tòa cũng đã xử nhưng 5 năm qua họ vẫn chưa được trả khoản tiền nợ bảo hiểm xã hội trên. Một công nhân chia sẻ, lúc nghỉ việc khó khăn lắm, trợ cấp thất nghiệp cũng không được lãnh, mà giờ 6 năm công ty không đóng bảo hiểm xã hội, không biết giờ họ có đóng bù không, nếu không thì khi về hưu công nhân thiệt thòi lắm. Những người lao động công ty cổ phần dịch vụ viễn thông Sài Gòn cũng lâm tình cảnh tương tự. Công ty nợ bảo hiểm xã hội suốt hơn 2 năm, người lao động đã kiện ra tòa, tòa cũng đã có quyết định yêu cầu công ty khắc phục khoản nợ bảo hiểm xã hội, nhưng bản án vẫn chưa được thi hành. Một kế toán một công ty xây dựng có trụ sở ở Hà Nội cho biết, hàng tháng công ty đều thông báo trích 10,5% lương để đóng bảo hiểm xã hội. Nhưng vào tháng 10 năm 2022, khi cơ quan bảo hiểm xã hội vào thanh tra mới phát hiện công ty không đóng đủ cho người lao động. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Tính đến cuối năm 2022, tổng số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hơn 22.000 tỷ đồng, tương ứng trên 5% tổng số phải thu. Đặc biệt, khoảng 3.500 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội của hơn 30.000 đơn vị doanh nghiệp phá sản, giải thể hoặc có chủ là người nước ngoài bỏ trốn, khó hoặc không có khả năng thu hồi, ảnh hưởng quyền lợi của hơn 200.000 người lao động. Ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội cho rằng, với con số hơn 200.000 người lao động là nạn nhân của tình trạng này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cần lập danh sách xem xét cụ thể để giải quyết chính sách. Vấn đề bí vướng mắc ở đây chính là để giải quyết cho các trường hợp này sẽ lấy nguồn tiền ở đâu. Nếu doanh nghiệp đã đóng cho bảo hiểm xã hội thì lấy từ quỹ bảo hiểm xã hội để xử lý. Còn doanh nghiệp ăn quỵt không đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì nhà nước có thể xem xét sử dụng ngân sách để giải quyết quyền lợi ích hợp pháp cho người lao động. Nếu thực tế người lao động có bị trừ tiền nhưng chủ doanh nghiệp chiếm dụng, không đóng quỹ rồi bỏ trốn, nhà nước nên hỗ trợ, không để người lao động bơ vơ. Việc doanh nghiệp phá sản, chậm hoặc không đóng bảo hiểm diễn ra trong thời gian rất dài. Để xảy ra tình trạng này, trách nhiệm thuộc cơ quan quản lý đã thiếu chặt chẽ. Với khoản người lao động đã đóng cho quỹ bảo hiểm xã hội, phải bỏ quỹ ra để trả cho họ. Còn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội cho rằng, chính do vấn đề quản lý còn nhiều yếu kém mới dẫn đến tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài, nên thay đổi phương thức đóng từ doanh nghiệp trích lương đóng cho người lao động sang có một khoản bảo hiểm xã hội cho mỗi người lao động, trong đó hàng tháng sẽ trích từ tiền lương của người lao động và trích phần doanh nghiệp phải đóng để đóng thẳng vào đó. Với các tiến bộ của khoa học công nghệ hiện nay thì hoàn toàn có thể làm được. Khi rõ ràng như vậy thì sẽ không lo việc trốn đóng bảo hiểm xã hội như thời gian qua. Chính sách thiết kế theo hướng nếu người lao động đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ mà người sử dụng lao động không đóng thì quyền lợi của người lao động vẫn được giải quyết. Các chuyên gia cũng chỉ rõ một trong những giải pháp căn cơ để giải quyết câu chuyện nợ trốn đóng bảo hiểm xã hội là cần sửa luật bảo hiểm xã hội, luật phải nâng chế tài xử phạt với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. Có nên đánh thuế khoản trợ cấp thôi việc? Kính thưa quý vị, 10% là mức thuế thu nhập cá nhân sẽ đánh trên số tiền 275 tỷ đồng tiền trợ cấp thôi việc của công nhân công ty Powgen. Mức thuế 10% là ngang với mức thuế đánh trên tiền trúng xổ số. Chị Võ Ngọc Nguyệt Cầm đã làm việc cho công ty Powgen được 10 năm. Giờ đây, cùng với hơn 2.300 người khác, chị Cầm buộc phải chấm dứt hợp đồng. Với mỗi năm làm việc cho Powgen,
một người lao động sẽ được công ty hỗ trợ 0,8 tháng lương, tính ra chị Cầm được hỗ trợ 66 triệu đồng. Nhưng tiền chưa đến tay, chị đã bị trừ thuế thu nhập 6,6 triệu, tính ra chỉ còn chưa đầy 60 triệu đồng. Tôi rất mong nhà nước sẽ miễn khoản tiền thuế thu nhập với khoản hỗ trợ này vì mất việc đã khổ lắm rồi, lại còn bị trừ thuế. Chị Cầm nói, 275 tỷ đồng là số tiền mà công ty trách nhiệm hữu hạn Pogen Việt Nam hỗ trợ cho 2.358 công nhân phải chấm dứt hợp đồng. Dù không nhiều nhận gì nhưng trong hoàn cảnh khó khăn vì đơn hàng, đây là những nỗ lực rất đáng ghi nhận của Pogen. Đối với người lao động cũng thế, đây là lương khô cho những ngày khó khăn bĩ cực khi mà mất việc, đồng nghĩa với việc mất đi sinh kế. Ấy thế mà, ngay cả khoản lương khô hỗ trợ mất việc ấy cũng vẫn phải chịu 10% thuế thu nhập cá nhân. Đây không phải là lần đầu việc đánh thuế thu nhập cá nhân trên các khoản hỗ trợ gây phản ứng dư luận. Năm ngoái, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xem xét việc không thu thuế thu nhập cá nhân 10% này. Bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng Ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khi đó cho rằng nhà nước, Chính phủ đang chỉ đạo đồng hành cùng doanh nghiệp và công nhân để hỗ trợ họ khôi phục sản xuất, ổn định việc làm. Khoản tiền công nhân được nhận là khoản tiền hỗ trợ của doanh nghiệp, giúp công nhân đi tìm việc làm mới, trang trải lúc khó khăn, chứ không phải là khoản tiền thưởng hay thu nhập tăng thêm nào khác. Nếu như chúng ta thu thuế, có khác nào không hỗ trợ công nhân? Ai nghe cũng sẽ thấy, việc tận thu thuế của công nhân khi người ta đang ở trong tình thế bần cùng, mất việc làm là không nhân văn. Đã đành việc đánh thuế là quy định của pháp luật, nhưng luật nào mà không do con người làm ra, luật nào là không phải vì con người. Có luật nào là không thể sửa nếu nó bất hợp lý, tận thu, thiếu nhân văn và gây phản ứng dư luận. Đôi cánh buộc dây, cách gì bay cao được? Quý vị thân mến, không phải đến bây giờ mà ngay từ những năm 2000, quan điểm tạo đà thuận lợi cho sự phát triển vượt bậc của thành phố Hồ Chí Minh bằng cơ chế chính sách đặc thù đã luôn là trăn trở của nhiều lãnh đạo chính phủ và chính quyền thành phố. Tuy nhiên, các chính sách, cơ chế được xây dựng cho mục tiêu trên chưa tạo được sự thay đổi mạnh mẽ nhìn thấy được vì còn nhiều vướng mắc về khía cạnh luật pháp. 4 năm trước, 2018, khi áp dụng nghị quyết 54, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng rất nhiều vào những chuyển biến về chất và lượng trong 5 lĩnh vực quản lý bao gồm đất đai, đầu tư, tài chính, ngân sách nhà nước, cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ công chức với 18 nội dung điều chỉnh. Tuy nhiên, sau 4 năm, ngoài các thay đổi tích cực nhìn thấy được như thu nhập cán bộ, công chức tăng, thời gian của một số thủ tục hành chính được rút từ 7 đến 12 ngày, thì hầu hết những mục tiêu lớn, đặc biệt là tăng thu ngân sách thông qua nguồn thu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đấu giá tài sản công vẫn chưa làm được gì đáng kể. Lúc này, khi thời gian thực hiện nghị quyết 54 đã hết, thành phố Hồ Chí Minh vẫn ngổn ngang những việc cần làm. Chủ tịch Phan Văn Mãi lo rằng nếu không có nghị quyết mới thay thế, những việc quan trọng thành phố đang tiến hành sẽ bị gián đoạn hoặc sẽ bị bỏ ngang. Một dẫn chứng dễ thấy nhất của lo lắng này là mục tiêu thu hút nhân tài, các nhà khoa học hàng đầu về với thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết 54 hết hiệu lực, đồng nghĩa các hợp đồng thành phố chuẩn bị ký hoặc gia hạn với các chuyên gia, nhà khoa học thuộc diện thu hút nhân tài chắc chắn sẽ bị gián đoạn. Đó chỉ là một trong rất nhiều nỗi lo của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh khi nghị quyết 54 dừng lại. Chia sẻ những lo lắng đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có những phát biểu mở đường cho thành phố. Cần phân cấp ủy quyền nhiều hơn cho thành phố Hồ Chí Minh, đi đôi với phân bổ nguồn lực phù hợp, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra giám sát. Hy vọng lần này, với những kiến nghị đi thẳng vào chi tiết, nêu cụ thể vấn đề cần tháo gỡ của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và việc chính phủ giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo các bộ trưởng trực tiếp giải quyết vấn đề, để nghị quyết mới kịp trình Quốc hội theo trình tự rút gọn tại kỳ họp thứ 5 tháng 5 năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực sự có được một bệ đỡ vàng để cất cánh mạnh mẽ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.